Phần tay thay đấy, nâng tay tăng chỉ thiên mình tì. Dân chậm nay đây dù bao là bao khi nhóm con ta ai thà, trời chăm ta ngọt. Hãy thay đấy sao? Một trời nâng khăn mình tì bỏ ra miền khác cứ dừng chơi mà ta ngọt khí. Và dân dân ai này dây chỉ rùm bàn. Vì một tháng mình toàn khai chỉ thả đặc nón, khai đấy khai chỉ thả đặc nón. Khai chỉ thả đặc nón chỉ bật thiên mình tì ní. Cứ khai luôn tới chỉ mế. Và viện thả mế. Viện mế mà mặt ní. Mình nghi xuống bàn tay bị bạc vừa. Dương tới school là cho bác hỏi tới để hai thả mế. Viện thả mế mà mặt ní. Bởi sân nhiều khăn ông với chân nàng là cọng rồi bỏ xâm lạc xong rồi chút nát. Cứ bỏ bài với thả mặt ai rất có chỉ mẹ. Chẳng bởi khăn ông niêm chỉ mặt ai rất có khăn ông niêm chỉ mẹ mà nẹ nút. Tao dương miên lạc nặng của màn giang. Đã mấy ơi khai luôn tới chỉ ở bốc mặt ai bất bỏ cặp. Tì mùi cứ trở nên bông về hiệt thoát thèm buôn chứ mùi nâng mình được cọng cọp, chứ mùi nâng cồn. Côn khóc, đời xa thầy dương mình bàn bạc. Côn khuyên, đời xa thầy dương mình sẽ mặt tập hiếp. Chân bậc nông niêm mê mà mặt, trở nên bông về hiệt thoát thèm buôn. Và trở nên tức đòi cồn bán. Trở nên tức bò bò cồn bán, rứa cồn miên tức sọ. Giang hào nhắc cồn miên trâm tức chất, này ca lước tức chất bởi dương ọt miên là tập hiếp. Nhi khi bánh hát xong khăn hát. Nhi bàn xong xóa hai thập biệt thả mê bật bạc cọc. Nhưng chắc biệt thả mê nhi. Nghi như vậy. Nghi thả. Bàn tay nó bê để dương thơ cứ chì mê ca làm bạc. Nhưng chắc khai nế. Lột liên tập thán nâng khai tư chìa bảo thiên mình tí. Nâng khai tư chìa mê. Nâng khai tư chìa mê cổ xá nâng khăn ông mình tí. Sa bỏ rộng miên. Bạn. Hai đã bây ở khai khuôn chỉ mê đôi khi nhóm chìm đẹp chung thẳng đáng trời miên lạc khả đạo xâm bạc trút trút đôi khi nhóm bạn thì chìm đẹp chung đi. Mình men dương an chìm mê hỏi dương si đạch kế có biện si đạch à? Có biện si đạch à? À nâng kê mình hãy mê thế. Ba biện thả mê mà mạng đi đôn ta là bỏ dương của bạn pháp. Dương đây nơi bê là đợp chung bánh dương đây sẽ đạp ấy tùm nuôi bạn. Bây là bốc nơi rũ. Đầm bây ở con trẻ trời thư anh khai. Đầm bây ở bốc sáp cho nơi rũ. Đời xa tay tầng vương khai. Đầy chọn ở con trẻ. Nụ bàn hai thằng mê bật bạc cọc. Nơi khăn ông mình tin thì mũi có đôi chân ông đây. Trời miên phiếp từ tu là khóc. Skol phía từ tu là khóc trời. Khi mình đã đạt từ tu là trời khóc. Trời sáp á. Phía bích. Mà đây là miền nơi khăn ông ạ xa xa là bỏ chiến dương. Miền nơi cực con á. Bọn tay nạ từ dương bọn bán dương mà bị giả ra nà. Từ tu khóc từ tu trời. Từ tu khóc môn trời. À nước mang cái hai thả mê. Tại bởi dương khăn ông niêm chỉ mê. Hai dương bọn bán miền lạc nạ xa mặt được chứ nè. Cứ mê mình cực con thế. À nước mình đang thả mê sẽ ấy thế. Bà cứ mình cực con thế. Bà hai đàm bếp xa chó. Ngay đây lý khách nam đại bàn. Ai đọc rộn mình thấy lúc bạn chấp tăng. Nhi còn tay chỉ cả chấp tăng. Nếu phía là cách đại lương trái thơ thế. Bà. Bọn tay tầm lại bất. Nếu không biết ăn là bọn đúng. Bà. Lúc ta tại dương dốc bế đông từ đặc nọ. Bế đông là bỏ dương xa chóp cho mùi nâng sốc túc bình trái cọng ở bàn. Bế đông là bỏ dương xoan bị sốc bị túc bị ba nhà hạ bởi chôn. Vì bánh hát tầm rơi cá tàng lai tàng cuông rồi bỏ mình đứt rau bằng con. Nụ hơi tầm lai này tui này tiên là cá chặt tăng rồi bỏ dương cực lẹ cả nạ xâm bạc. Và cực lẹ cả nạ xâm bạc. Tại bởi dương bán cả đá chặt tăng mà giật lắc này tư. Đã bỏ liệt mình cực quan tư. Mình cực quan tư. Nụ cứ dương mình đang thay dạng mạch bình tư. Và cứ dương mình biến cọng xa lạc thoa cho bác lo. Và cọng xa lạc thoa cực quan được nông càng nghỉ tư. Và nít chỉ bằng hai sầm khánh này, chẳng hai chúng tôi nít khi ông chọn ai mình trai là bao nhiêu, ngày nay mình men men ta than thế, cứ men mình trai và thiên tì đẹp ó, đại trời chơi châu rúm ó ó sạt tới chỉ mùi nắng lục liên cật than, chắc khi ông ai như vậy nó không sạt than là phiền rúm ban, mà sau mọi bắt đắt do bịa để khi ông như vậy mà mình mới do thực kết, ở school luôn ai người ba tha vay tới bịa thầm mê, mê nó chỉ say, mà mê nó chỉ say, trời biết cả tập và cách như vậy khác. Nhi bánh hát xong khánh á. Bà bánh hát xong khánh á. Hai tui này tiên này cả chặt tăng đi. Ta ở vì chỉ dạy. Mình mên chỉ bán rừng cứ có mình mên chỉ bán cam mà sức đai. Vì con tay chỉ chậm nạp tăng thế. Bàn tay đã bây ở miên phần sức hiếp. Miên tầm lại bất bọc.
Đôi khi nhóm chụp điệp chung thay, chụp điệp chung thiết thác, trời dâu bấy đông tự đặc nông. Bạn, tự đặc nông. Sắp tốt bất bọc cọc. Chụp nói đi khi nhóm chọn chụp điệp chung thay, tà lo mà đi. Khi nhóm tay để chụp chụp mùi nâng ở lúc rồi bỏ dương, và thiết mình tìm ở lúc nông khai. Đại lô bạc đất chưa bật thiết mình tìm chụp đi. Khi nhóm xua thay hát ấy có bú ổ, ông ổ. Mất châu lên một tí dương thó. Dương thọp có sang sân đáy bàn chứ ra ná, nơi cả lấy đúng. Còn là châu này bọt chắc mình châu lên không. Có thác trong châu ta ở mấy lục mùi, bất kỳ ọt ra đây rồi nhóm không. Dương đã sang nhà xuống mùi phim. Bà sân chia sầm mây quát thôi chứ bật thêm một tí. Quát dương bê đông tận đất nôm, một trái cao mà vạt. Sa chóp sốc tốt chứ bôi một trái cao mà vạt. Đói mình bà bà ẩm nay. Nơi không chẳng nạp tăng, nơi không ca tài tăng. Khi nhóm kết thạc bây đông kê cực nê nâng bắt đất rút quát tốc chìa riêng rồi hôn. Xua tớ xua máu mên. Aoi bê xa gạ cắm sang pram lít cho chọn bay cổ bích. Tâm rong aoi kê. Đó bê dương chụp thơ miên tu nê tí tớ. Tớ lên kê vinh kê ọt đây rồi. Anh nâng thơ mách tớ bật tốt nẹ nà mà chạc lại rồi. Anh ấy cứ chìa phiếp sạch xa nằm mặt rồi bằng mặt đúng. Ba. Kê tha hai đấy. Kê tha thơ vây cả đôi. Thơ tư đại bốn màu đại bốn. Sông tư đại bốn màu đại bốn. Mình ai tư hai đại bốn hay màu vinh đại bạp thế. Cứ tư đại bốn màu đại bốn hay. Hay bởi tư đại bạp cứ màu vinh có đại bạp đây. Đấy chỉ bánh hát sập khánh á. Chẳng hát nhóm kịch thả. Tui đến tí. Vìa con tay chỉ chẳng nạt tăng thế. Bánh tay ở vây đại phim của ôn cả ai đừng át tình này. Nóng chỉ vứt đi cả đặc đông. Cứ bể đồn. Chẳng hãy bằng khi nhóm chìm điệp chung thà. Khi nhóm chìm môi nâng Adam và thiên cổng một xa khác. Đại lục mình quát tầm yên là tí ní. Tuy đại dương trơ ca chứ rớt rớt. Một trái nam mà nè. Rứt có trái bắt đầu tuôn để tí. Nơi khi nhóm một tí chìm nên nam mũi nụ. Nẹ chong chả ra ná. Sông chả ra ná. Ân ra cung chả ra ná. Là hốt tất đau quán là lưu mong chết. Nhưng quán nâng kìm mong sông môn nó mong. Sông môn. Còn đại dương xua thật tao dương cụ bắt đầu chung thế. Dương mặt trời bắt đầu chung thế. Bởi xem kia. Bọc cô lúc mình miên cụ lạc cả nạ xâm bạc. Cứ dương mặt trời áo thế. Cứ dương trời bắt đầu chung. Bọc cô chung. Lương chung. Nếu bọc cô nạ đầy miên lạc cả nạ xâm bạc cụ lạc. Nâng cao vay tầm lại chạy xa đây. Chỉ vì xe. Cứ chỉ mùi nâng cao bắt đầu tầm lại. Khi mình trời cao mà bạc. Nâng mà hạ chung bởi chìa chung. Đại lục rút nơi chỉ mùi dương. À đúng, đây chỉ tầm lạch bất. Tầm lạch bất. Bà, có lo mà bất chìa miền chăng. Bạn đang cho mặt ai thế. Bà, khi nhóm có sông ai. Ở vậy để ca sông khó hay khó. Cứ khi nhóm bạn ai tôi dọc bán. Hay khi nhóm trời tầm miền ca. Châu rung, bắt đo. Ở cả, sầm rạp nẹ để kìa mình lạc cả nạ sầm bạc rút rồi. Bà. Nên chắc khi nhóm bỏ vào vậy. Bất thiết mình tin khá là. Nếu bê đại tư ông tập hiếp luôn đang. Đại môn đường châu thì bọn kia ở đây đó. Bê khá. Một trái kê miên sở mặt tập hiếp. Mình ở kia làng bọn sạc thế. Áo ý ta nẹ na. Đại lục sổ. Đại lục sở lạnh. Phân tay áo miên sở mặt tập hiếp. Nít mình mên. Chỉ cọm sở thọ khăn nông niêm chỉ mê thế. Bất bọc cặp thế. Rưu có chịu bốc mặt ai thế. Rưu dương khá miên. Ở vây đại bẹo con chỉ môi nâng. Bà phim dứt để thọ. Rút vì hiền thọ. Tôi sẽ bất rít để thọ. Nên không luôn phong lúc. Tao dương khai chỉ mê lo là việc mấy. Ở bốc mặt ai lo là việc mấy. Nít xâm khăn á. Nít xâm khăn á. Dương cũng kết bị phát bởi gió. Rồi bỏ dương phê. Nhẹ ná còn miên đá. Cầm nịch xuân tu. Bàn tay trời bạc cánh chùm hô mùi. Chô nơi lơ chùm hô. Phiếp sọc rách nâng dụt để thoa. Tớ kể hai tham mình đúc. Cúp lẹ cả nạ xâm bạc. Chân hai thầy nè. Khi ông bà đàm phía. Mình mến bà đàm phía. Tờ lúc bà thiên tì qua rồi miên tế. Ở lúc bà thiên tì tầm ốc phần chắc này. Cô khăn để đi ra tham bị bà đó chút. Đôi chìa mình trời cho cách xa nhà. Bê khá. Mình miết chìm ninh xây tốt tại sốc. Dược mà đặt. Tại nè. Cô mình trời là bà dương mùi chìm nuôn. Để nơi khăn ông gặp hiếp tại mùi. Để lúc mình lẽ cả nạ xâm bạc cực rõn. Mình bắt đầu ai tê. À ni ôn. À nụ bò. À ni chìa đôn mùi chìa đôn pi. Mình đang mau bị khăn nạc lá tê. Khi ông con chìm điệp chút thế thà. Bà sân dì dương bà can chìm hò được chứ này. Tầm lấy là bao nhiêu miên trăm tài tuôn này tiên nó không ca chắc tác nó không cả đạp bắn nó. Bằng tay phiếp lấy nó, phiếp cổ rút, ca cổ rút, đời xây cái đây xả lạnh, nâng tầm lấy bất bọc cặp. Cứ ọt miên nó không bế đông là bao mà nước cọng bọc quốc thế. Ta
ើយើងចង់បានរបៀបហ្នឹងឬក៏យើងចង់បានរបៀបហ្នឹងណាគឺយើងចង់បានអ្វីដែលយើងចង់បានយើងស្រឡាញ់អ្នកដតីក៏គេស្រឡាញ់ដូចយើងដែរបាទយើងឈឺចាប់អ្នកដតីក៏មានការឈឺចាប់នោះជាតម្លៃបិទដែលមនុស្សទូទៅគេត្រូវការហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានគឺនៅពេលដែលយើងមានទួលនីតិអញ្ចឹងជាប្រធានមន្ទីរជាច្បាយស្រុកបាទជាស្អីជាស្អីនឹងដែលជាឋានៈដឹកនាំដែលមានភារកិច្ចក្នុងការជ្រើសរើសនឹងដែលយើងត្រូវគិតហើយបើសិនជាយើងជ្រើសរើសមិនបានផលិតគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិហើយយើងជ្រើសរើសដោយចំហតពួកគ្រួសារនិងតំបន់និយមគឺយើងអត់មានតម្លៃពិតប្រកបទេបាទមិនបាច់ថាយើងឲ្យខ្លួនយើងថាយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនយើងប៉ុន្តែតម្លៃសង្គមគេអត់ឲ្យយើងទេអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបជូនទេថាធ្វើអ្នកមានសមត្ថភាពគឺប្រជុំអ្នកអត់សមត្ថភាពគឺអត់ប្រជុំទេកន្លងមកនេះយន្តការរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងអាដាមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាលោកបានជ្រាបពីចរិតនៃការដឹកនាំរបស់មនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់អត់សមត្ថភាពខ្ញុំសុខចិត្តផ្ដល់ជាសម្ភារៈឬកថាបង្ការលើកម្ពស់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប៉ុន្តែទូននីតិមិនត្រូវឲ្យព្រោះទូននីតិជាទូននីតិរបស់រដ្ឋបាទទូននីតិរបស់រដ្ឋអំណាចរដ្ឋដែលផ្ដល់មកឲ្យយើងគឺដើម្បីបម្រើរាជមិនមែនដើម្បីបម្រើបុគ្គលទេអញ្ចឹងចំណាយនេះខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកមានការពិចារណាឲ្យជ្រៅជំនាញបញ្ហាការងារនេះបាទឲ្យជ្រៅជំនាញបញ្ហាការងារនេះយើងមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យផ្ទុយពីការងារនឹងបានទេបាទនេះជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់បាទជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងហើយគ្រប់យន្តការទាំងអស់នៃការដឹកនាំខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងមន្ទីរទាំងអស់ជាង20នៅក្នុងខេត្តខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញយើងមានសាមគ្គីភាពល្អការណាសាមគ្គីភាពល្អនេះការអភិវឌ្ឍការរីកចម្រើននៅក្នុងមន្ទីរណាដែលល្អបំផុតគឺមានការរីកចម្រើនល្អព្រោះយើងដឹងហើយថាការងារទាំងអស់គឺវាត្រូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងនៃការចូលរួមមិនអាចប្រធានទីម្នាក់ធ្វើបានទេការចូលរួមបាទការចូលរួមពីមន្ត្រីក្រមអាវាសរបស់យើងទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីយើងយកបេះដូងគេទាំងអស់គ្នាមកដើម្បីចូលរួមការងារជាមួយយើងតើតើក្នុងបេះដូងយើងមានគេបានក្នុងបេះដូងគេមានយើងបាទពេលខ្លះក៏យើងត្រូវធ្វើគំរូដល់គេមុនថាយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឲ្យគេយកគំរូដល់យកគំរូតាមយើងគេថាយ៉ាងម៉េចសកម្មភាពនិងអរិយាប័ត្ររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺជាគំរូនៃការត្រាប់តាមរបស់មន្ត្រីក្រមអាវាសឬក៏ជាច្បាប់នេះបញ្ហាសំខាន់ណាអញ្ចឹងជំនួយបញ្ហាការងារនេះខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកបដិបត្តិយកនៅមតិចូលរួមរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះដើម្បីយកទៅពិចារណាបាទហើយចំណាត់តាំងមិនមែនបានរឹងទេបាទមិនមែនបានកម្មសិទ្ធិដូចបានដីទេបាទគឺមានឡើងមានចុះអត់មានទៅជំហៀងទេណាមានតែឡើងតែចុះបាទឬប៉ិតប្រកបជារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយនៅថ្ងៃដែលយើងប្រកាសតែងតាំងជាប្រធានមន្ទីរនេះមិនមែនថាសុបាយទេមិនសុបាយទេគឺយើងនឹងខ្លាយទៅជាមេនិងមេគ្រួសារម្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរហ្នឹងតើសុខទុក្ខមនុស្សក្រោមអាវាសរបស់យើងតម្រូវការថ្ងៃហ្នឹងត្រូវការអីថ្ងៃស្អែកត្រូវការអីខានស្អែកត្រូវការអីតើយើងត្រូវឆ្នៃប្រឌិតរបៀបម៉េចរឿងសំខាន់អានឹងបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌរឿងសំខាន់ដោយយើងយន្តការខេត្តរងឯងលើកឃើញខ្ញុំដើរសុំគេសុំនគរឲ្យសរុបព្រឹកឡើងអត់តិច100នាក់150នាក់មន្ទីរពេទ្យបាទអ្នកដែលមកព្យាបាលជំងឺមានរបបរត់ប៉ុន្តែអ្នកកម្ដរមានឯណាអត់ទេបងប្អូនរបស់យើងមកពីប៉ៃខាងផ្ទៃទឹកជីវភាពយ៉ាងម៉េចពីប៉ៃខាងលើភ្នំជីវភាពយ៉ាងម៉េចប្រឡាក់សាច់អាំងសាច់យកជ្រក់យកនេះនោះមកអង្គរយកពីសាលាខេត្តទទួលទានទាំងអស់គ្នានេះជាចង្កោមនៃលក្ខណៈគ្រួសារហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដែរថាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលនៅក្នុងការដឹកនាំហើយមានតម្លាភាពនោះខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកប្រើប្រាស់យន្តការពីរក្នុងភារកិច្ចដឹកនាំរបស់ខ្លួនទី1គឺក្នុងនាមដែលទួលនីតិរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋប្រគល់ជូនទី2គឺសូមឲ្យប្រើប្រាស់ទួលនីតិក្នុងនាមឋានានុក្រមគ្រួសារបាទឋានានុក្រមគ្រួសារមនុស្សក្រោមអាវាសិតតែជាសាច់ជាឈាមជាញាតិជាមិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្មានអ្នកណាមួយមិនមែនជាសាច់ឈាមរបស់យើងអាយុច្រើនអ៊ំ
អាយុបតពូមីបងប្អូនឋានានុក្រមគ្រួសារមិនមែនថាយើងចេះទាំងអស់ទេសូម្បីតែខ្ញុំរងថ្ងៃក៏ខ្ញុំត្រូវការសួរដែរដោយអាដាមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនៅក្នុងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង13រូបខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំត្រូវប្រជុំសួរដែលលោកសិតតាជារៀមច្បងពីសម័យមុនសល់ពីសម័យមុនដែលលោកស្គាល់ដឹកយល់ពីបទពិសោធន៍នៅទីនេះត្រូវសួរផ្ដោះបដូរយោបល់គ្នាតើចំណែកនៃចំណុចនេះតើយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចយើងអត់អាចបាទប្រើភាពអត្តនោម័តដោយខ្លួនឯងបានទេបាទនេះជាបញ្ហាសំខាន់ណាបាទនេះហើយគឺជាការពូនផ្ដុំនៃលទ្ធផលដ៏ក្រអួនក្រអៅរបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងដាក់ខ្លួនដាក់កាយនៅពេលណាដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ពេលវេលារួមពេលវេលារួមគ្នាបាទពេលវេលារួមដើម្បីសម្រេចនឹងការងារមួយនោះខ្ញុំគិតថានោះវាជាភាពត្រឹមត្រូវល្អណាស់បាទអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកបាទពិចារណាជុំវិញបញ្ហាការងារនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូននៅខេត្តរបស់យើងភូមិសាស្ត្ររដ្ឋបាលល្អភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ល្អដែលខេត្តយើងមានគ្រួសារតែមួយគត់ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវហើយប៉ិនប្រសពបតបផ្ដាល់កតេបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយជួនសែនគឺយើងមានសាមគ្គីភាពល្អណាស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីទាំងអស់ក៏ជាសេនាធិការរបស់ខេត្តសូមឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចសកម្មភាពនេះបាទឲ្យវាមានលក្ខណៈព្រមព្រំគ្នាបាទផែនការមួយសកម្មភាពច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដកគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់យើងបាទនេះបញ្ហាសំខាន់ហើយជាពិសេសទៅទៀតជាការគិតរបស់ខ្ញុំទេហើយជាពិសេសនៅខាងក្រៅសារៀមច្បងលោកជ្រាបពីព័ត៌មានច្រើនប៉ុន្តែជាចំណែកនៃគំនិតរបស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបើកមុខកញ្ចក់បន្តិចទៅចុះបើយើងគិតថាក្រោយមហានគរ500ឆ្នាំប្រទេសជាតិយើងមិនដែលមានសុខសន្តិភាពពេញលេញបបោលើផ្ទៃប្រទេសដោយសម័យដេជោបាទសម័យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនលោកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះទេហើយខ្ញុំគិតថាតម្លៃនៃសន្តិភាពនេះគឺសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនលោកយកជីវិតទៅប្តូរដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនិងមាតុប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងបញ្ហាសំខាន់បំផុតដែលយើងទទួលបានហើយនេះតើយើងនៅខាងក្រោមបាទយើងមានតួនាទីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍នៃសន្តិភាពដែលសម្ដេចយកជីវិតទៅប្រដៅនេះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះសំខាន់ណាសំខាន់ណាអញ្ចឹងហើយបានពីម្សិលមិញខ្ញុំបានប្រកាសលោកព្រះអញ្ញាខ្ញុំបាននិយាយសន្តិភាពលើផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាភាពសកសានប្រចាំថ្ងៃជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់ពលរដ្ឋគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាប់ពីមេភូមិរហូតដល់ច្បាយខេត្តអានឹងលក្ខនឹងលក្ខនឹងអ្នកផ្ដល់នូវភាពសុខសាន្តប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងហើយយ៉ាងណាមិញខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាភាពសុខសាន្តទាំងផ្លូវអារម្មណ៍ទាំងផ្លូវកាយទាំងការងារនិយាយតែឡែកនៅក្នុងមន្ទីរជំនាញគឺប្រធានមន្ទីរនឹងឯងដែលជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យជាអចិន្ត្រៃយ៍ធ្វើឲ្យមន្ត្រីចង់ចូលកន្លែងធ្វើឲ្យមន្ត្រីមិនចង់ចូលកន្លែងធ្វើឲ្យមន្ត្រីសบายក្នុងការងារធ្វើឲ្យមន្ត្រីធុញថប់ក្នុងការងារគឺវាអាស្រ័យទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងមន្ទីរជំនាញនេះឯងបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកផ្ដោតផ្ដិតយកនៅការបាទចូលរួមផ្ដាំផ្ញើពីសំណាក់ខ្ញុំដើម្បីយកទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទយើងត្រូវធ្វើម៉េចគ្រាន់តែខ្ញុំសរុបមកវិញថាតួនាទីជារបស់មួយមិនមែននៅជាប់ខ្លួនយើងទេអ្វីដែលជាប់ខ្លួនយើងគឺបេះដូងហើយអ្វីដែលយើងមិនសល់ទុកជាមួយនឹងមនុស្សក្រោមអាវាតគឺអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗទង្វើល្អៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងបានបំរើជាមួយនឹងពួកគាត់ដែលគាត់ពេញចិត្តពេញថ្លើមកក់ក្ដៅជាមួយនឹងយើងនោះហើយជាតម្លៃពិតបាទនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបជូនប៉ុណ្្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាឋានក៏អាសាបានជួបជាមួយនឹងការប្រជុំគណៈវិជាការឯកភាពខេត្តហើយអស់លោកប្រធាននទីទាំងអស់ក៏មានការជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈជាកាយភាពខេត្តខ្ញុំបាននិយាយច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន្តការនៃការដឹកនាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទូននីតិភារកិច្ចរបស់យើងដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីក្រមអាវាតនេះជារឿងសំខាន់ណាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកពិចារណាជាមួយបញ្ហាការងារនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្រប់មន្ត្រីទាំងអស់នឹងនិយាយដល់ឡែកមន្ត្រីព័ត៌មានបាទនឹងរឹងរិតតែល្អប្រសើរឡើងបាទជុំវិញបញ្ហាការងារនេះ